Bắc Triều Tiên, quốc gia bí ẩn và khép mình nhất trên thế giới mà bạn có thể tìm ra trong thời hiện đại. Tất cả những gì ta biết về Bắc Triều Tiên ngày nay đều đến từ thông tin một chiều từ các nguồn truyền thông mà tôi xin phép được giấu tên. Một quốc gia độc tài, một nơi với những điều luật vô lý như cấm không được quay phim và chụp ảnh, cấm không được ăn gà rán, cấm không được dùng điện thoại, cấm không được sử dụng máy tính. Bất cứ thứ gì được cho là vô lý nhất, độc ác nhất, người ta đều gán cho Triều Tiên. Tuy nhiên, chúng ta có nên hoàn toàn tin tưởng vào những điều đó hay không? Một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào một nửa còn lại kia để biết được điều gì đang thật sự xảy ra ở Bắc Triều Tiên. Đây là video mới nhất của Vũ Trung Nguyên Thủy. Bí ẩn về Triều Tiên mà bạn chưa biết. Để nhìn vào sự bất công của dư luận dành cho Triều Tiên, có lẽ bài viết này của Tifosi là minh chứng rõ ràng nhất. Báo chí luôn hướng một cái nhìn thiếu thiện cảm về Triều Tiên. Mà nói là thiếu thiện cảm thì chưa đủ, mà còn đầy sự xuyên tạc. Thay vì xác minh những nguồn thông tin qua các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước bạn, thì nhiều nhà báo tại Việt Nam lại làm báo bằng sự hời hợt và vô trách nhiệm quá đáng. Họ dịch bài từ báo chí phương Tây, báo chí phương Tây lại ghi nguồn từ Hàn Quốc, còn báo Hàn Quốc thì lại ghi nguồn giấu tên. Với nguồn giấu tên đó, chúng ta đã từng chứng kiến một số bản tin khôi hài mà chắc là nhiều người đã biết rồi. Ví dụ như mẩu tin, quan chức Triều Tiên Ri Yong-in bị xử tử bằng súng phòng không. Và sau đó ít lâu, quan chức này lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi chính cơ quan tình báo Hàn Quốc, cơ quan đưa ra nguồn tin này phải muối mặt im lặng cho qua. Rồi em gái Kim Jong-un bị ám hại mất mạng do tranh đấu quyền lực. Rồi vài tháng sau lại xuất hiện đường hoàng bên cạnh anh trai trong một buổi biểu diễn. Đó là lý do vì sao nhiều người thường châm chọc rằng Triều Tiên có thuốc cải tử hoàn sinh. Mới đây người ta lại lan truyền thông tin Triều Tiên cấm người dân cười đùa và mua sắm tạp hóa vào ngày mất của Chủ tịch Kim Jong-un, cha của Kim Jong-un. Khi đọc đã thấy có cái điều gì đó rất lấn cấn và vô lý. Nhưng báo chí Việt Nam vẫn dẫn nguồn tin này về mặc cho không có bất cứ bằng chứng xác minh nào. Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên là Lê Bá Vinh phủ quyết những tin tức này và chỉ trích một số tờ báo ở Việt Nam là đưa tin kiểu nhắm mắt đăng mà không xác thực. Trong đó có tờ VTC News trực thuộc VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy nhớ về clip Nas Daily làm về Triều Tiên. Nas Daily nói rằng không được chụp ảnh những người lính Triều Tiên mặc quân phục. Nhưng ngay sau câu nói đó là một đoạn video ngắn mà vlogger này đứng cùng với binh lính Triều Tiên. Vậy câu nói đó với hành động sau đó có phải là một sự mâu thuẫn hay không? Ngoài ra, trong những đoạn video mà Nas Daily cung cấp, anh này cũng nhấn mạnh nhiều lần việc không được tự do chụp hình ở Triều Tiên. Nhưng cũng ngay phân cảnh đó xuất hiện rất nhiều khách Tây được chụp hình thoải mái đường phố, con người, cảnh vật Triều Tiên. Anh ta nói, chính phủ Triều Tiên đã dàn dựng mọi thứ để cho các bạn thấy. Và sự kiểm duyệt gắt gao đến mức mọi đoạn video, mọi bức ảnh chụp đều sẽ bị xóa. Nhưng tại sao vẫn có những bức hình video tồn tại và xuất hiện trên YouTube của anh này? Hay Nas Daily đã sử dụng một công cụ lưu trữ gì đó vượt tầm và qua mặt được những người lính Triều Tiên? Chip siêu nhỏ, thẻ nhớ giống như của điệp viên 007, nuốt thẻ nhớ vào bụng như trong phim. Với đa phần chúng ta, Triều Tiên là một quốc gia xa cách và ít thông tin. Nhưng chí ít, Triều Tiên không tệ như những gì mà truyền thông phương Tây và cả nhiều người Việt Nam đang tô vẽ. Như đã nói, không có mấy chuyện bị xử tử rồi lại sống lại đường hoàng, bị đánh thuốc sâu tử vong rồi lại ngồi phát biểu ở hội trường quốc gia, vận động viên bị tử hình rồi lại xuất hiện ở ASEAN chẳng hạn. Đúng là Triều Tiên bị rất nhiều cơ quan ngôn luận hay báo chí nước ngoài đặt cho vô số cái nhìn thiếu thiện cảm. Thế nhưng ở một mặt khác, chúng ta luôn có những cá nhân không đại diện cho quốc gia, chế độ chính trị hay cơ quan nào có những trải nghiệm khủng khiếp tại Triều Tiên. Người mà tôi muốn nhắc đến là chàng trai này. Anh ấy là Wambier,
Otto Frederick Warmbier. Câu chuyện của anh ấy ở Triều Tiên có thể tóm gọn như sau. Otto Frederick Warmbier sinh vào ngày 12 tháng 12 năm 1994, qua đời vào ngày 19 tháng 6 năm 2017. Là một sinh viên đại học người Mỹ từng bị bắt giam ở Bắc Triều Tiên từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 sau khi bị kết án về hành vi thù địch chống lại đất nước này. Warmbier, lúc đó 21 tuổi, thú nhận rằng anh ấy đã ăn trộm một tấm áp phích tuyên truyền chính trị nhưng không hề có ý định xé rách hay xâm phạm gì đến nó. On the early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff only area of the Yangokdo International Hotel. Hoa Kỳ đã có những nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm và giải cứu Warmbier. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó cáo buộc Triều Tiên cố tình tra tấn Warmbier để đối phó với các lệnh trừng phạt quy mô lớn từ Hoa Kỳ. Theo cha của anh, thì con trai ông đã bị ép buộc phải thừa nhận tội lỗi, trong khi anh ấy chẳng có tội lỗi nào cả. Và việc anh ấy bị bắt giam rõ ràng là một thủ đoạn rất ghê tởm của Triều Tiên và mang động cơ chính trị. Warmbier rơi vào hôn mê ở Triều Tiên và được phóng thích vào tháng 6 năm 2017 sau gần 18 tháng bị giam cầm ở quốc gia này. Theo các nhà chức trách Triều Tiên, anh ấy rất có thể đã bị ngộ độc thực phẩm và sử dụng thuốc ngủ quá liều nên mới dẫn tới tình trạng trên. Nhưng phía Hoa Kỳ đã bác bỏ lời tuyên bố này. Warmbier xuống sân bay Cincinnati, Ohio vào ngày 13 tháng 6 và được đưa tới Bệnh viện Đại học Cincinnati để điều trị lâu dài. Sau các xét nghiệm và chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán chàng sinh viên bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Cha anh tố cáo rằng con trai mình đã bị Triều Tiên khủng bố và hành hung. Warmbier qua đời vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, 6 ngày sau khi quay trở lại Hoa Kỳ. Chuyện gì đã thực sự xảy ra với chàng trai ấy? Ở Bắc Triều Tiên, anh ấy đã phải trải qua những gì? Nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của Otto Warmbier là gì? Để biết được điều đó, chúng ta trước tiên cần biết được Otto Warmbier là ai. Đây là Cincinnati, bang Ohio, Hoa Kỳ, nơi mà Warmbier sinh ra và lớn lên. Anh tốt nghiệp trường Trung học Wyoming vào năm 2013 với tư cách là một á khoa. Sau đó anh trở thành một sinh viên Đại học Virginia. Có thể thấy anh ấy hoàn toàn là một học sinh ngoan ngoãn, cũng như là một công dân bình thường như tất cả những người khác. Không tệ nạn, không hiếu chiến hay có hành vi chống phá cộng đồng nào đáng chú ý. Tuy nhiên, điều chúng ta thực sự muốn biết ở đây là tại sao anh ấy lại đến Triều Tiên và anh ấy thực sự đã trải qua những gì? Người chết thì không thể kể chuyện. Vì thế chắc chắn chúng ta không thể có một câu chuyện chính xác hoàn toàn, mà nó sẽ được kể qua cha của Otto. Fred Warmbier đã kể lại rằng năm 2015, cậu con trai của ông đã có một chuyến đi du lịch tới Trung Quốc. Là một người ưa khám phá, Otto thường xuyên du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và trong chuyến đi ấy, chàng trai trẻ tình cờ bắt gặp một quảng cáo về chuyến đi đến Triều Tiên được tổ chức bởi công ty Young Pioneer Tours. Là một người đam mê mạo hiểm, cùng với sự tò mò tột bậc với đất nước khép mình nhất thế giới ấy, Otto quyết định tham gia chuyến đi. Chuyến đi này bao gồm 10 công dân Mỹ khác cùng tham gia và nhà điều hành chuyến đi đảm bảo nó cực kỳ an toàn với công dân Mỹ. Tất nhiên rồi, tôi không nghĩ rằng có ai muốn làm tổn hại tới một công dân Mỹ cả, vì đó không đơn thuần là một cá nhân mà còn là quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Đây là khách sạn quốc tế Yangokdo, nơi toàn bộ đoàn du khách quốc tế dừng chân suốt chuyến đi. Nhìn nó thực sự không quá tệ so với một khách sạn quốc tế. Nhưng đó không phải là điều mà chúng ta quan tâm. Quay trở lại với câu chuyện chính, Otto Frederick Warmbier bị cáo buộc đánh cắp một băng rôn tuyên truyền từ một tầng khách sạn chỉ dành riêng cho nhân viên. Nội dung của tấm băng rôn đó là: chúng ta hãy mạnh mẽ hơn với chủ nghĩa yêu nước của Kim Jong-un. Ở Triều Tiên, xúc phạm những thứ như tên hoặc hình ảnh của một nhà lãnh đạo, đặc biệt lại còn là lãnh đạo tối cao, thì sẽ bị coi là một tội ác nghiêm trọng. Kim Jong-un đối với người Triều Tiên cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam vậy. Thế nhưng tại sao một du khách người Mỹ lại phải đi đánh cắp băng rôn tuyên truyền ở Triều Tiên? Nó không hề có giá trị về mặt vật chất, cũng không thể trở thành một công cụ kích động chính trị. Vậy tấm băng rôn ấy có tác dụng gì? Chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng theo cha mẹ của Otto
anh ấy không hề có ý định hay chủ đích thực hiện hành vi trộm cắp. Đó hoàn toàn là lời bịa đặt của phía chính quyền Triều Tiên nhằm bắt giữ anh khi anh cố gắng rời khỏi đất nước này bằng sân bay. Một video cho thấy hành vi trộm cắp của anh đã được phát hành bởi Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên vào ngày 18 tháng 3 năm 2016. Trong video có độ phân giải thấp, dài 18 giây, ghi lại hình ảnh một ai đó đang tháo băng rôn từ tường và để nó xuống sàn. Không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đã tháo băng rôn ấy trong video clip vì nó có chất lượng quá kém để nhận diện. Ngày 2 tháng 1 năm 2016, Otto Warmbier bị bắt vì tội trộm cắp ngay trước khi rời khỏi Triều Tiên từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Vậy còn những công dân Mỹ khác cùng chuyến đi thì sao? Họ có bị gây khó dễ hay không? Còn ai trong số những người đi cùng Otto bị giam giữ? Câu trả lời là không. Họ rời khỏi Triều Tiên mà không hề gặp phải trở ngại gì cả. Hãng thông tấn KCNA mô tả là hành động thù địch chống lại nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Otto Warmbier là không thể tha thứ. Thế nhưng, các cáo buộc nhằm vào chàng thanh niên trẻ tuổi liệu có phải là sự thật? Anh ấy có bị buộc phải thú nhận hành vi của mình như bố mẹ đã nói hay không? Otto Warmbier bị kết án vì tội trộm cắp biểu ngữ tuyên truyền từ khu vực hạn chế của khách sạn. Phiên tòa của anh bao gồm những lời thú nhận, cảnh quay phim CCTV, bằng chứng vân tay và lời khai của nhân chứng. Trong một cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 2 năm 2016, Otto Warmbier lập lại lời thú tội của mình rằng anh đã đánh cắp biểu ngữ để mang về Hoa Kỳ. Anh nói rằng anh đã lấy cắp nó cho mẹ của một người bạn, người muốn treo nó như là một món quà lưu niệm trên tường của một nhà thờ tại quê nhà của anh ở Wyoming, Ohio. Nhưng Warmbier được hưởng lợi gì từ việc này? Câu trả lời rất đơn giản, đó là tiền. Người đó hứa cho anh một chiếc ô tô đã qua sử dụng trị giá $10,000 để trả công. Và nếu anh ta bị giam giữ mà không trở lại, $200,000 sẽ được trả cho mẹ của anh ta dưới dạng một khoản quyên góp từ thiện. Là một người đang rơi vào tình trạng khó khăn tài chính trầm trọng, anh không thể tìm đến giúp đỡ của F88 như ở Việt Nam. Đây là con đường tốt giúp anh ta thoát khỏi tình trạng hiện tại. Sau một loạt các câu hỏi và vòng thẩm vấn, lời thú tội của Warmbier được tóm gọn vào cuối buổi họp báo như sau. I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel, aimed at harming the work ethic and the motivation of the Korean people. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please. I have made the worst mistake of my life. Như vậy, qua các tình tiết biết được, chúng ta tạm có thể kết luận về vụ việc. Otto Frederick Warmbier là một sinh viên người Mỹ đang gặp khó khăn cùng cực về mặt tài chính. Nhân chuyến đi qua Bắc Triều Tiên, anh ta nhận được lời hứa hẹn với giá trị khoảng hơn $200,000 trong trường hợp xấu nhất là phi vụ thất bại. Tuy nhiên, dù chính bản thân Warmbier đã thừa nhận sự việc, những tranh cãi vẫn chưa hề dừng lại. Cha của Warmbier sau đó nói rằng việc nhận tội của con trai ông là do bị cưỡng chế và câu chuyện về chiếc xe đã sử dụng và nhà thờ Wyoming là vô lý. Bản án sau cùng vẫn không có gì thay đổi. Chàng sinh viên người Mỹ bị kết án 15 năm tù lao động khổ sai. Nhưng lẽ nào nước Mỹ không có động thái gì với chuyện đó hay sao? Ý tôi là nước Mỹ ít nhất cũng nên có hành động gì đó để bảo vệ công dân của nước mình chứ? Chắc chắn rồi, họ là nước Mỹ cơ mà. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2016, 2 tiếng sau khi đặc phái viên của Mỹ Bill Richardson gặp hai nhà ngoại giao Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc để gây sức ép giúp thảo Warmbier, mọi nỗ lực ngoại giao đều không mang đến kết quả như mong muốn. Những gì mà Mỹ có thể làm được chỉ là các tuyên bố phản đối. Tổ chức theo dõi nhân quyền đã gọi bản án phía Triều Tiên đưa ra là tàn bạo và gây sốc. Trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói rằng rõ ràng là Triều Tiên đã bắt giữ các công dân Mỹ vì các mục đích chính trị. Only the top echelon knows what's going on and they decide who gets the information within their own government. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2017, Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng Triều Tiên đã thả Warmbier. Tillerson cũng thông báo rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đảm bảo việc thả Warmbier theo sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Không chỉ của Warmbier, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục thảo luận về 3 người Mỹ bị giam giữ khác với Triều Tiên.
Sự tự do của chàng trai đã được trả lại. Tuy nhiên, một số thông tin từ phía gia đình anh ấy lại biến sự việc ngày càng đi xa khỏi tầm kiểm soát. Guamir đã bị hôn mê. Thông tin từ các quan chức Triều Tiên cho biết rằng anh ấy bị bệnh ngộ độc sau khi nhận bản án và rơi vào trạng thái hôn mê vì uống thuốc ngủ. Thế nhưng phía gia đình cho rằng con trai của mình đang ở trong trạng thái hôn mê chỉ một tuần trước khi anh ta được thả. Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Guamir được đưa tới Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati. Tại đây, các bác sĩ đã nỗ lực xác định nguyên nhân nào gây ra tình trạng hôn mê nghiêm trọng của Otto Guamir và liệu rằng anh ấy còn có dấu hiệu hồi phục chức năng của não hay không. Trước khi đến đây, bác sĩ của Sở Y tế Cincinnati đã thảo luận về trường hợp của Guamir và tỏ ra hoài nghi về tuyên bố liên quan đến bệnh ngộ độc hoặc thuốc ngủ gây ra tình trạng hôn mê. Chuyện gì thực sự đã diễn ra vậy? Một tấm băng rôn có nhất thiết phải đánh đổi bằng một mạng người như vậy hay không? Hai ngày sau khi trở về Mỹ, sức khỏe của Guamir đã trở thành chủ đề quan tâm của không chỉ nước Mỹ mà là cả thế giới. Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati kết luận Otto Guamir bị tổn thương não nặng nề cùng với biến cố tim phổi hơn là chấn thương ở đầu. Ngoài ra, không có dấu hiệu bạo hành thể xác nào cả. Nhà tâm thần học Daniel Cantor, giám đốc chương trình chăm sóc thần kinh tại Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati, cho biết vào ngày 15 tháng 6 rằng Guamir đang ở trong tình trạng tỉnh táo không tỉnh giác, một điều kiện thường được gọi là trạng thái thực vật dài dẳng. Anh đã có thể tự thở bằng hệ hô hấp của chính mình và chớp mắt, nhưng không đáp lại các tác động của môi trường xung quanh. Hình ảnh cộng hưởng từ cho thấy Otto Guamir bị mất nhiều mô não trong não của mình. Cantor nói rằng chấn thương não mà Guamir đang phải chịu đựng là điển hình của một dạng ngừng tim làm cho não bị thiếu oxy. Hồ sơ y tế từ Triều Tiên cho thấy Otto Guamir đã ở trong quốc gia này kể từ tháng 4 năm 2016, một tháng sau khi anh bị kết án. Báo nói rằng không có lý do gì cho bất kỳ quốc gia văn minh nào giữ bí mật tình trạng của mình và từ chối chăm sóc y tế hàng đầu trong một thời gian dài. Guamir qua đời tại bệnh viện vào ngày 19 tháng 6 năm 2017. Gia đình anh đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự buồn bã của họ, cảm ơn các nhân viên bệnh viện và lên án các quan chức Triều Tiên cho hành động của họ. Vụ việc nghiêm trọng đến nỗi đích thân Tổng thống Donald Trump phải đưa ra một tuyên bố về cái chết của Guamir. It's a total disgrace what happened to Otto. That should never ever be allowed to happen. And frankly, if he were brought home sooner, I think the result would have been a lot different. He should have been brought home that same day. Ngay sau cái chết của Otto Guamir, Hạ viện Mỹ thông qua lệnh trừng phạt cứng rắn nhất đặt theo tên của anh để ngăn Triều Tiên tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu. Dự luật Otto Guamir Triều Tiên hạt nhân được Hạ viện Mỹ thông qua vào tối ngày 24 tháng 10 năm 2017 với tỷ lệ 415 nghị sĩ ủng hộ, 2 nghị sĩ phản đối. Nó là minh chứng rõ ràng cho thấy Mỹ đang áp đặt những biện pháp trừng phạt sâu rộng chưa từng có trực tiếp lên Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Triều Tiên liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Dự luật Otto Guamir còn cấm mọi tổ chức nước ngoài có hoạt động làm ăn với Triều Tiên, hợp tác với các công ty Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, tòa New York tịch thu 240.000 đô la Mỹ từ ngân hàng Triều Tiên và trao cho gia đình Guamir như một sự bồi thường tổn thất cho gia đình anh ấy. Tất nhiên là phía Triều Tiên cũng chẳng sợ hãi gì nhiều trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bao nhiêu năm qua, họ vẫn sống tốt trong vòng vây của các lệnh trừng phạt. Có thể nói tính sát thương của trừng phạt gần như là không có với Triều Tiên. Triều Tiên cáo buộc Mỹ dụ dỗ Otto Guamir vi phạm luật pháp, sau đó lợi dụng cái chết của sinh viên này. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra thông cáo rằng, nhằm phục vụ cuộc tuyên truyền chống Triều Tiên, Trump và phe phái của ông ta lại một lần nữa lợi dụng cái chết của Otto Guamir. Bình Nhưỡng tiếp tục cáo buộc Washington dụ dỗ và hối thúc Guamir phạm pháp, gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là lão già điên vì cho rằng sinh viên 22 tuổi bị tra tấn. Mỹ đang lợi dụng cả một người chết để phục vụ chiến dịch âm mưu kích động quốc tế gây áp lực lên Triều Tiên. Chúng ta không biết chắc chắn điều gì đã xảy ra trong suốt quá trình Otto Guamir bị bắt, cũng không thể có được cái nhìn khách quan nhất về đất nước Triều Tiên chỉ qua một vài cá nhân. Thế nhưng nếu có cả một hiện tượng lớn liên quan đến Triều Tiên được mang ra bàn luận và nghiên cứu, thì có lẽ chúng ta phải xem xét lại về sự an toàn của đất nước này. Có thể các bạn không biết, nhưng việc chạy trốn khỏi Triều Tiên là thứ đã không còn quá xa lạ. Và người ta gọi việc này với cái tên đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên. Cụm từ vừa rồi dùng để ám chỉ hiện tượng những người mang quốc tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vượt biên khỏi quốc gia này để sang một quốc gia khác, thường là Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.
Hiện tượng này diễn ra cao trào trong nạn đói Bắc Triều Tiên vào thập niên 1990. Để cho bạn dễ hình dung, chúng ta sẽ cùng xem qua vài số liệu sau đây. Từ năm 1953 đến nay, 100.000 cho đến 300.000 người Triều Tiên đã đào tẩu. Hầu hết trong số họ đã trốn sang Nga hoặc Trung Quốc. Số lượng đó lên đến đỉnh điểm vào năm 2009, khi có tới 2.914 người Triều Tiên trốn thoát thành công sang Hàn Quốc, đông nhất kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Theo thống kê vào năm 2018, trong 20 năm qua, tổng cộng hơn 30.000 người Triều Tiên đã trốn chạy sang Hàn Quốc, trong đó có khoảng 4.500 trẻ em. Tuy nhiên, kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào cuối năm 2011, số lượng người đào tẩu đã giảm đáng kể xuống mức dưới 1.000 người mỗi năm. Năm 2017 chứng kiến số người đào tẩu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 16 năm trở lại đây. Từ 5.000 người đào tẩu trong 5 năm lãnh đạo cuối của cố chủ tịch Kim Jong-un, số người chạy trốn đã giảm xuống còn 1.127. Con số này vẫn tiếp tục giảm khi chỉ 1.047 người chạy trốn thành công trong năm 2019. Những con số này thể hiện điều gì? Nó cho chúng ta biết được đúng là luôn có một lượng lớn những người muốn đào thoát khỏi Triều Tiên hàng năm. Không có bằng chứng cụ thể hay lý do chính xác cho quyết định muốn đào thoát của họ. Và Triều Tiên thực sự đã có biện pháp gì đó để ngăn chặn dòng người đào thoát một cách hiệu quả? Có thể là họ đã thực sự ấm no hơn từ bên trong. Cũng có thể là các chính sách thắt chặt kiểm soát. Nếu như họ thật sự có được hạnh phúc bên trong quê hương của mình, điều gì đã khiến họ đánh đổi mạng sống để đến với một đất nước khác? Nói là đánh đổi mạng sống như vậy, nhưng trên thực tế, cách thức đào tẩu khỏi Triều Tiên cũng được tổ chức thành một hệ thống cực kỳ chuyên nghiệp và tinh vi. Nhiều người Triều Tiên sau khi đào thoát thành công thường sẽ tổ chức lại những cuộc vượt biên tương tự cho những công dân Triều Tiên khác có nguyện vọng đào tẩu sang Hàn Quốc. Dù những người tổ chức các chuyến đào tẩu này ngồi ở Seoul, họ biết chính xác từng đường đi nước bước của đoàn tị nạn. Sau khi tìm được người môi giới, việc tiếp theo một người tị nạn Triều Tiên cần làm là kiếm đủ tiền để đặt cọc. Những người đào tẩu có thể phải trả tới 10.000 đô la Mỹ cho các tay môi giới để giúp họ đào thoát từ Triều Tiên sang Hàn Quốc và thêm hàng chục nghìn đô la nữa cho hành trình từ Trung Quốc tới Lào, Thái Lan, theo các nhà hoạt động nhân quyền. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán nốt khi đoàn tị nạn đến Hàn Quốc thành công. Số ít người tị nạn may mắn có thể được các tổ chức tôn giáo hoặc thiện nguyện ở Hàn Quốc trang trải nốt khoản nợ. Dù chính quyền Kim Jong-un ra lệnh siết chặt biên giới với sự giúp đỡ của mạng lưới những người môi giới, trong số đó, nhiều người vốn xuất thân là người tị nạn đào tẩu thành công. Quy trình đưa người Triều Tiên tới Hàn Quốc vẫn hoạt động tương đối trơn tru. Thông thường, không mất quá 10 ngày tại trại giam ở Thái Lan và chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, những người đào tẩu có thể đặt chân tới Seoul. Chính quyền Hàn Quốc luôn giang tay đón nhận những người đào thoát Triều Tiên và tuyên bố xem cả 25 triệu người ở miền Bắc như là công dân của mình. Một khi đặt chân được đến Hàn Quốc, họ sẽ trải qua vòng thẩm vấn để xác định danh tính nhằm loại bỏ những phần tử gián điệp trước khi được chính quyền Seoul cấp quốc tịch và hỗ trợ tối đa về trợ cấp, nhà ở, tiện ích để sớm hòa nhập vào xã hội mới. Do đó hầu hết những người tị nạn Triều Tiên đều chọn Hàn Quốc là nơi sinh sống lâu dài. Cho đến nay, số người đào thoát đến miền Nam kể từ sau chiến tranh Triều Tiên là hơn 26.000 người. Để có được một tấm vé yên ổn nơi miền Nam, những gì mà một người Triều Tiên phải trải qua quả thực là cũng không hề dễ dàng gì. Do khu phi quân sự Triều Tiên luôn được tuần tra rất nghiêm ngặt với số lượng lớn bãi mìn rải rác, có các hàng rào điện, đồn bảo vệ và các thiết bị quân sự khác ở hai bên biên giới. Bởi vậy nên rất ít người có thể đào tẩu ở khu vực này vì họ có thể bị bắn chết trên đất Triều Tiên trước khi sang được phía bên kia. Những trường hợp đào tẩu qua khu phi quân sự thường là từ chính những quân lính Triều Tiên canh gác ở đó, khi họ là những người chịu trách nhiệm chính cho an ninh của khu vực. Đã có 20 trường hợp đào thoát thành công kể từ năm 1996. Thông thường, người đào tẩu Triều Tiên trên đường đến Hàn Quốc đều sang Trung Quốc trước. Họ thường vượt biên vào Trung Quốc giữa đêm tối, sau đó trải qua quãng đường dài 4.300 km từ Trung Quốc sang Lào, rồi vượt biên vào Thái Lan với đủ loại phương tiện giao thông như xe lửa, xe buýt, thuyền và thậm chí là đi bộ xuyên rừng. Tại đây, khi đầu thú với cảnh sát Thái Lan, họ sẽ được gửi tới Đại sứ quán Hàn Quốc ở Bangkok. Bên cạnh tuyến đường bộ, đã có những trường hợp người Triều Tiên đào thoát qua Hàn Quốc bằng đường thủy, dùng thuyền băng qua biên giới trên biển giữa hai miền, dù hình thức này ít thì diễn ra. Ngoài ra, người đào tẩu cũng có thể xâm nhập vào các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc ở Trung Quốc để nhận được sự bảo lãnh. Tuy nhiên, Trung Quốc gần đây đã bố trí lực lượng an ninh dày đặc xung quanh đại sứ quán và các lãnh sự quán Hàn Quốc để ngăn chặn những người Triều Tiên tiếp cận. Vì thế phương án này cũng cực kỳ rủi ro. Theo một bài báo vào năm 2014 của Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc ở Trung Quốc nói chung không thể giúp đỡ những người Triều Tiên đào tẩu muốn tiếp cận họ
mặc dù có những trường hợp ngoại lệ. Khi Hàn Quốc đã yêu cầu sự cho phép của Trung Quốc để chuyển giao một người đào tẩu Triều Tiên vào một cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc, các yêu cầu thường được cấp sau khoảng từ 1 đến 3 năm. Chạy trốn khỏi Triều Tiên luôn là một canh bạc nguy hiểm, vì nếu thất bại, số phận của những người đào tẩu sẽ rất tồi tệ. Chính quyền họ Kim xem những người đào tẩu là những kẻ phản quốc. Nếu bắt được sẽ tống họ vào các trại tù để trừng phạt, thậm chí hành quyết công khai. Trong giai đoạn nửa đầu năm 2016, Triều Tiên được cho là đã tử hình 60 người với tội danh này. Để ngăn chặn làn sóng đào tẩu, chính quyền Bình Nhưỡng gia cố biên giới bằng hàng rào điện, dây kẽm gai và thiết lập lực lượng biên phòng dày đặc hơn ở biên giới Trung, Triều, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc để nước này siết chặt an ninh. Các nhà hoạt động cho hay, Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch truy lùng, bắt giữ những người Triều Tiên cư trú trái phép trên lãnh thổ nước này. Kể từ tháng 7 năm 2017, ít nhất đã có 41 người đã bị bắt trên lãnh thổ Trung Quốc và được trả về Triều Tiên. Tháng 12 năm 2017, báo Daily NK cho biết, Kim Jong-un đã đưa ra mệnh lệnh cho lính biên phòng nước này canh gác dọc biên giới Trung Triều phải bắn ngay lập tức vào những công dân Triều Tiên nào tìm cách bỏ trốn sang Trung Quốc nếu tình cờ phát hiện. Có một điểm đáng chú ý trong chỉ thị trên, đó là thậm chí nếu một người đã băng qua điểm giữa của con sông Đồ Môn hay con sông Áp Lục nằm dọc biên giới với Trung Quốc, thì lính biên phòng Triều Tiên vẫn có quyền bắn chết họ. Trước đây, các binh sĩ Triều Tiên chỉ được phép bắn vào những người bỏ trốn trước khi họ băng qua điểm giữa hai con sông này. Chưa dừng lại ở đó, Triều Tiên cũng quyết định ép di dân đang sinh sống ở ven bờ sông Đồ Môn đối diện địa phận Trung Quốc vào sâu trong nội địa nước này và một số khu dân cư ven sông đã bị quân đội phá hủy. Đồng thời, để tăng cường kiểm soát và ngăn chặn hoạt động đào thoát của những người dân vùng biên, Triều Tiên đã chủ trương dò sóng điện thoại di động tại khu vực này. Họ thành lập đội đặc nhiệm di chuyển trên xe Jeep với thiết bị dò sóng điện thoại để bắt giữ những người đang bỏ trốn hoặc âm mưu bỏ trốn. Vì các tổ chức môi giới thường sẽ dùng điện thoại liên lạc từ Trung Quốc với những người chuẩn bị đào tẩu ở Triều Tiên trước khi triển khai kế hoạch. Nhóm đặc nhiệm tuần tra xung quanh các ngôi làng và thậm chí là cả ở thành phố. Trong ngày đầu tiên đội đặc nhiệm Triều Tiên ra quân, 5 người sử dụng điện thoại di động đã bị bắt giữ. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn huy động một số lượng lớn các điệp viên tập trung ở các khách sạn thuộc địa phận Trung Quốc nằm ven biên giới Triều Tiên để săn lùng những người tị nạn lưu trú ở đây. Các nguồn thông tin trên chắc chắn là không hoàn toàn chính xác 100%. Đó cũng chỉ là những gì chúng ta có thể tìm thấy và tổng hợp được trên Internet. Nếu có cơ hội được đi một nơi nào đó trên thế giới, tôi cũng rất muốn được tới với Triều Tiên để tìm hiểu sự thật. Còn các bạn, Triều Tiên có phải là một nơi bí ẩn và đáng sợ hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Còn bây giờ, Việt Cường Thêm Ekip xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.